Đội tuyển nữ Mỹ vượt trội về kỹ năng và đẳng cấp so với đội tuyển nữ Việt Nam. Nhìn cách đi bóng, tiếp bóng, chuyền bóng, những pha bứt tốc và sút bóng của đội Mỹ, ta dễ nhận thấy đội nữ Việt Nam đã chiến đấu kiên cường và đáng khen ngợi khi đối mặt với một đối thủ vượt trội như vậy. Trong trận đấu, thủ môn Kim Thanh đã thể hiện sự bình tĩnh và xuất sắc, và đã phản xạ xuất sắc trước hai bàn thua đến từ đôi chân của Sophia Quist trong hiệp 1, và đặc biệt là khi chặn thành công cú sút phạt đền của huyền thoại Alex Morgan phía đội Mỹ. Dù chơi phòng ngự suốt trận, nhưng lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn thoải mái và không gây cảm giác như xe buýt hai tầng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất của đội chúng ta vẫn là thể hình thấp bé, sải chân hạn chế và yếu hơn về thể lực. Điều này là điểm yếu không thể khắc phục. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, sự kiên cường và chiến thuật hợp lý đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam chơi không hề lép vế trước đối thủ mạnh mẽ hơn. Dù phút bù giờ kéo dài đã tạo ra một bất lợi nhất định, toàn đội đã đấu tranh hết mình cho đến giây cuối cùng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quyết định thưởng đội tuyển nữ Việt Nam số tiền 800 triệu đồng. Điều này đáng chú ý vì VFF chưa bao giờ thưởng một đội tuyển Việt Nam khi thua trận. Thế nhưng, trong cuộc đối đầu với đội Mỹ, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung xứng đáng nhận được sự khích lệ không chỉ bằng tinh thần mà còn vật chất. VFF sẽ tiếp tục thưởng nếu đội nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt và dũng cảm trong những trận đấu còn lại tại World Cup 2023. Tiêu điểm trận đấu là sự chênh lệch với tỷ số 3, không thuận lợi cho đội Mỹ. Trung vệ Trương Thị Kiều trở lại ấn tượng sau chấn thương cùng Diễm My và Bích Thùy chơi phòng ngự xuất sắc trước đội tuyển Mỹ. Trận đấu này giúp đội tuyển nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học bổ ích chuẩn bị cho hai trận tiếp theo. Chiến thuật phòng ngự toàn tập là phù hợp khi đấu với Mỹ, nhưng khi gặp Bồ Đào Nha, cơ hội phản công sẽ tạo điều kiện cho Huỳnh Như, Thanh Nhã, Bích Thùy hướng tới bàn thắng. Trận đấu hôm qua, đội tuyển nữ Anh giành chiến thắng 1-0 trước Haiti trong bảng D, còn Đan Mạch thắng Trung Quốc 1-0.